Hôm qua ngày 11 tháng 11 tại khu vực Bình Nhật và khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, Ban thực hiện cưỡng chế quận Bình Thủy đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường nối cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918. Dự án này do Ban quản lý ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 20,5 ha, có 655 trường hợp bị ảnh hưởng. Sau khi được tuyên truyền vận động, đa số các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi đều đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, 6 hộ gồm hộ ông Nguyễn Công Minh, bà Nguyễn Thị Khuynh, ông Nguyễn Công Tuấn, bà Nguyễn Thị Khiêm, ông Lâm Thanh Hùng, ông Lâm Quốc Huy không đồng ý, không nhận tiền bồi thường, không bàn giao đất dù địa phương tích cực vận động. Vì vậy, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất giao cho chủ đầu tư thực hiện công trình theo quy định.